Xương khớp là một trong những bệnh rất phổ biến ở người lớn tuổi, nhưng ở Việt Nam, căn bệnh này đang ngày càng trẻ hóa. Tiến sĩ Huỳnh Lời, giảng viên của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, một trong những chuyên gia dược liệu đầu ngành tại Việt Nam, đã dành rất nhiều năm để nghiên cứu về các loại dược liệu, bao gồm cả tân dược và đông dược, sẽ chia sẻ góc nhìn chuyên môn về các nhóm dược liệu trong điều trị bệnh xương khớp. Bệnh xương khớp có nguyên nhân chính chủ yếu là sự thoái hóa khớp ở tuổi già. Thứ hai là những cái bệnh khớp do tai nạn lao động hay là do ngồi sai tư thế, vân vân. Hiện nay các thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ điều trị khớp. Đầu tiên đó là glucosamine, đây là một cái polysaccharide và có tác dụng là ngăn ngừa sự thoái hóa khớp, bổ sung các chất sụn cho khớp. Thứ hai là cái sụn cá mập, đó là sarcatilla. Cái sụn cá mập có tác dụng là ngăn ngừa sự thoái hóa khớp, bổ sung các cái thành phần cho sụn khớp. Thứ ba là MSM, đó là thành phần có lưu huỳnh. Thành phần này có tác dụng làm cho khớp không bị tổn thương và giúp cho bổ sung các thành phần cho khớp. Cuối cùng đó là cái thành phần collagen type 2. Collagen có tác dụng là ngăn ngừa sự thoái hóa khớp. Hiện nay các tân dược điều trị bệnh khớp thì có nhiều tác dụng phụ, đó là những tác dụng phụ trên bao tử hay là tác dụng phụ trên tim mạch vân vân. Hiện nay các thảo dược dân gian điều trị bệnh khớp được dùng phổ biến đó là tan khí sinh, là cây tầm gửi trên cây dâu tầm, và cây này có tác dụng là giảm đau, chống viêm và ngăn ngừa các cái thoái hóa khớp. Thứ hai là độc hoạt, có tác dụng an thần, chống viêm, giảm đau, và độc hoạt là vị thuốc sử dụng được ngàn năm nay. Và thứ ba đó là cao liễu trắng, là dược liệu có tác dụng chống viêm, giảm đau, và từ cao liễu trắng người ta lấy ra thành phần để tổng hợp aspirin. Cao liễu trắng dùng trong những cái trường hợp đau nhức xương khớp và những cái bệnh liên quan đến khớp như là bệnh gút. Cái nữa là ngưu tất. Ngưu tất là dược liệu được sử dụng lâu đời để có tác dụng giảm viêm, chống đau và hạ cholesterol máu. Ưu nhược điểm của đông dược đó là các cái thuốc nó ít tác dụng phụ và có tác dụng hỗ trợ cho những cái bệnh khớp, và sử dụng nó không có quá nhiều mà tác dụng phụ như là tân dược. Việc kết hợp Đông y và Tây y hiện nay diễn ra phổ biến trên thế giới để điều trị các bệnh xương khớp. Và việc kết hợp glucosamine, chondroitin và các hợp chất khác với các cao chiết dược liệu giúp cho việc điều trị hiệu quả hơn, nhanh hơn và ít tác dụng phụ hơn đối với điều trị những bệnh về xương khớp.